Cài đặt thùng ZT 155 lít nha con. Trước tiên là châm nước, châm dầu chứ. Để nhảy, để nhảy. Đó, bảy ba, để nhảy ra. Độ nhớt này 50 giờ sao hả Thay nha anh? 50 giờ, có để đồng hồ á? 50 giờ sao? Chạy cái nhớt này 50 giờ hả Thay nha? Có đồng hồ á? 50 giờ hả Thay? Nhớt này lần đầu tiên á. Và lần sau là 100 giờ. Thôi. Đưa lại trong trước đây anh. Có hành điện tử. Rồi chạy đủ đúng 50 giờ nữa Thay. Đúng rồi, lần đầu á. Lần sau 100. Giờ mình khó thai còn bỏ không? Ừ, khó thai đâu, 50 giờ thai đi. Tại nhớ rất xịn mà, khó thai mà. Để quay rồi. Mua máy này thì cứ yên tâm. Nhớ 100 giờ làm vệ sinh nha. 100 giờ lấy dầu rửa như nãy anh chị á. Rồi xài thiên thu cả đời á. Đúng kỹ thuật mới được. Nếu mà xe của mình đi bảo trì hàng đời anh chị á. Rồi, đưa nắp anh dặn lên. Chưa có nước em. Nước thường thôi. Về chạy rô đai bỏ ra anh. Cái sạch là ba cái mạt đồ. Xả ra nó thì. Xả ra. Xả ra rồi quậy nước cái gói đó đổ vô. Ở dưới á. Nè, dưới này nè có nút nè, dễ lắm. Cái này dễ nhất nè. Nè. Thấy không? Nè. Mở nắp ra cho chạy nhanh nha. Mở nắp cái này ra. Chị anh mở nắp này chú Hiếu ơi. Mày cắt mà. Dạ. Như là nó ra đúng rồi, nó gãy là sai đó. Để vô đây mới biết. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà được nè. Hết dầu nha. Hết dầu một lần bạn xài 2 năm á. Nhưng mà hết dầu yếu rồi nhưng mà khỏi xả. Cứ đổ dầu cho thêm mà tốt nhất là đừng để hết dầu. Ôi con nào không vậy? Hết dầu nguy hiểm lắm. Cứ hết dầu đổ vô chạy thôi nhưng mà đừng để hết dầu. Hạn chế. Đó. Bơm đó.